Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới anh em một sản phẩm, đó chính là đèn gầm của Hyundai Solatti 2019 đến 2022. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Hyundai Mobis tại Hàn Quốc. Mã sản phẩm của nó sẽ là 9220159000. Còn như mã đuôi của Solatti này nó sẽ là 59 trở lên, 59 cộng. Với cái dòng sản phẩm của công ty Hyundai Mobis thì anh em có thể nhìn thấy là về cái phía mặt trước của đèn này rất là sáng, đẹp, cực kỳ đẹp luôn, không một tì vết. Đây anh em nhìn nhá, sát trong cùng đây là đèn xịn nhá anh em nhá. Đấy anh em nhìn thấy không, sát trong cùng này có dập dấu của Mobis này. Đấy, LH tức là về bên lái, ngày hôm nay em chuyển cho anh em là về bên lái. Đây là bốn cái chân bắt, đây là bốn chân bắt để chúng ta bắt vào cái giá đèn gầm của dòng của xe. Đây, tem bảy màu của Mobis này. Đấy anh em nhìn thấy không? Với cái đèn này này, ở phía sau của nó này, chúng ta nhìn này, bóng đèn đã đầy đủ. Đây, đây là mã hàng nhá anh em nhá, Hyundai này. Đấy, mã sản phẩm. Đây là đèn xịn, xịn chính hãng 100% anh em nhá. Đây, đèn có thiết kế là mặt phía sau 100% là nhựa ABS cao cấp, mặt phía trước là lớp nước Mica này. Đấy, phía trong này lớp mà tráng mạ cực kỳ tiêu chuẩn luôn, bởi vì đây là hàng xịn chính hãng nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng cũng như thời gian sử dụng. Thì vừa rồi là em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái đèn hậu của con Solatti 2019-2022. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333, hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Em xin chào.